Như lần trước tôi có báo tin cùng toàn chúng là hôm nay là ngày 20 tháng Chạp năm Đinh Hợi, nhằm ngày 27 tháng 1 năm 2008. Ngày này là cái ngày mà chúng ta đã ấn định là ngày gặp gỡ sinh hoạt tất niên. Thì trước hết đó, là tôi xin chúc mừng toàn thể các Phật tử nam nữ có mặt hôm nay. Và để chúc mừng xuân mới theo cái thông tục, cái tập quán cũng như là trên phương diện tục đế, thì trước cái thềm năm mới, người người đều chúc tụng nhau, chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc an vui, và có thể chúc làm ăn thịnh vượng trong gia đình. Thì cũng đứng bên cái phương diện là tương đối của tục đế, tôi xin gửi đến toàn thể chư liệt vị là chúng đó. Và riêng tôi thì tôi có năm rồi thì tôi cũng có chúc các vị một cái thiệp. Ở trong cái thiệp chúc tết đó là cái lộ trình tu tập, cái phương pháp tu tập từ bắt đầu cho tới cái đỉnh cao cứu cánh của đạo Phật. Thì tôi đã vẽ cái lộ đồ đó, cái lộ trình đó tôi gửi đến các vị năm rồi. Năm nay tôi cũng có một cái bài, một cái lá thiệp chúc tết cho tất cả quý vị. Xin rằng là trong cái các người học trò của tôi làm ơn để cái lời cái thiệp chúc xuân đó cho đầy đủ, đừng để cho ai thiếu. Và trong cái buổi tiệc này, tất niên này, thì tôi có gửi đến các vị mỗi một người vậy đó là có hai cái bài thơ. Thơ là mình nói nghe cho nó giống như ở thế gian á, chứ kỳ thật là hai cái bài mà tôi gửi đến các vị đó là nó đúc kết những cái gì mà chúng ta học từ lâu nay, có thể nó nằm ở trong hai cái bài đó. Thành ra tôi gửi tặng các vị nào mà thích thơ thì gọi là ngâm thơ, đọc thơ. Còn vị nào không thích thơ thì cứ coi đó là một cái bài mà nhắc nhở về khóa giáo lý trên con đường học đạo, hành đạo để chứng đạo của chúng ta. Thì các vị để ý, một lá thiệp chúc tết theo thông thường và có hai bài thơ. Mà có phải là các vị đã có rồi hết không? Có lẽ là chúc lại sao không? Thế thì là qua hai cái món quà đó, tôi gửi đến các vị để thay cho tất cả những cái lời chúc tụng tốt đẹp nhất mà tôi muốn gửi đến các vị qua hai cái món quà đó. Thế là coi như là cái chúc tết các vị tới đây đã xong. Bây giờ nói tới cái phần của tôi xin gửi đến các vị một cái lời cảm ơn chân tình của riêng tôi, và cái lời cảm ơn của các Phật tử trong nước, ngoài nước, gần xa người ta gửi tới tôi, nhờ tôi thông tin đến các vị. Là mấy chục năm nay, nhờ có cái đối tượng Phật tử
muốn học đạo, tập hành đạo để chứng đạo, làm cái môi trường đối tượng, một cái khung cảnh để mà tôi giảng diễn truyền đạt giáo lý hơn 30 năm nay. Nói hơn 30 chứ còn thật sự cuộc đời tôi truyền là năm nay là 60 năm dương. Người ta cảm ơn các vị, nhờ có Phật tử Việt Nam mà Phật tử ở trong nước, ở ngoài nước, người ta được nghe, được nghe qua một cái bộ băng của tôi là 40 mấy cái đĩa đó. Có cái thì nghe thiệt tốt, có cái nghe không được tốt, cũng có người khen tặng, cũng có người hơi buồn phiền là gặp những cái đĩa nó xấu, nghe nó không rõ. Tuy nhiên là dầu sao đi nữa cũng có nhiều người được nhờ bỏ cái xấu ra, còn cái phần tốt người ta được nhờ. Mà cái nhờ đây đó, người ta nói rằng là không phải tôi cầu nguyện, tôi chú nguyện, tôi loan xin để làm cho họ được an lành, được sung sướng, được nhẹ nhàng, mà là từ cái nghe những cái băng cassette, những cái đĩa CD, VCD mà người ta được sự an lành, sự hạnh phúc mà không cần lễ lại, không cần gặp mặt, không cần làm những cái nghe lễ nghi thì phức nào hết, mà người ta có an lạc. Do vậy mà ở trong nước thì ít gọi, còn Phật tử nước ngoài đó là người ta gọi cho tôi nhiều lắm. Người ta nói lên cái lời cảm ơn. Phần tôi thì truyền đã chánh pháp đại thừa, còn cả phần các Phật tử thì nhờ Phật tử mà tôi được truyền đạt giáo lý đó, để đem lại sự an lạc hạnh phúc cho rất nhiều người. Cho nên các Phật tử trong trong nước cũng như ngoài nước từng gửi lời qua tôi để cảm ơn tất cả các vị. Riêng tôi thì tôi cũng rất là cảm ơn tất cả các vị. Tại sao cảm ơn vậy? Là trong đạo Phật chúng ta có câu này nè: khởi bất kiến ý tầm với các thượng tổng thiên tầm, phụ thác thánh nhân phương năng quản ích. Tất cả các vị có thấy chăng? Cái dây sắt, cái dây bìm mà nó leo cao được 30 thước, 50 thước là nó nhờ có cái thánh duyên, là có những cây tùng, có những cây cổ thụ, có những bụi tre lớn mà làm cho những cái dây sắt, dây cáp đằng, dây liềm biềm nó được leo cao. Cũng vậy, tôi nhờ có các Phật tử làm người thính giả, là người nghe, bằng lòng nghe, bằng lòng học, cho nên là mới có cái hoàn cảnh tốt để tôi diễn đạt mấy mươi năm nay. Thế thì các vị là cái tùng, là cái mắt, mà tôi là dây sắt, dây bìm. Nhờ sắt bìm mà leo được cao là nhờ có cái tùng, cái mắt. Cho nên tôi cũng xin là thành thật cảm ơn tất cả các vị Phật tử gần xa trong mấy mươi năm qua. Đó là sự thật. Không có Phật tử ham nghe kinh học đạo thì tôi không có môi trường, không có hoàn cảnh mà tôi được là cả mấy cái bộ đĩa, mấy chục đĩa mà hơn 1.500 cái băng cassette, tức là trên dưới 2.000 thời giảng mà đã được thâu băng. Thế thì tôi làm được việc đó, nếu mà không có Phật tử thì tôi làm sao có cái hoàn cảnh, cái môi trường để làm được việc đó. Thành ra tôi cảm ơn toàn thể các vị cũng như Phật tử ở ngoài nước, người ta được nghe, người ta gửi lời về qua tôi. Xin cảm ơn tất cả các vị.
trong bài thơ tôi gửi đó, các vị, từ khi mà tôi về ở trên cái tỉnh Lâm Đồng, huyện Lâm Hà đó, thì có cái bữa đó tôi đi ngoạn cảnh cái buổi chiều, gọi là buổi hoàng hôn trên đất Tây Nguyên. Một già, một gậy, một ba lô. Ba lô là cái tiếng nháy nháy của những người đi du lịch, ba lô đó. Nghĩa là mang một cái ở sau lưng giống như cái gùi vậy đó, nhưng mà nó là cái túi, gọi là cái ba lô. Một già, một gậy, một ba lô. Bản lãng hoàng hôn, một lộ đồ. Bản lãng hoàng hôn, một lộ đồ là cái vùng đất Tây Nguyên mà tôi đi đi ngoạn cảnh Tây Nguyên. Nhưng mà sự thật như tôi đây, hiện giờ tôi đây là bản lãng hoàng hôn, một lộ đồ. Hơn 60 năm qua tôi đi, duy nhất tôi đi có một con đường, một là Thác Quyên Chánh Pháp. Mà trong cái đĩa tôi có để đó, Phật tử từng gợi ý cho tôi đó, là Xiển Vương Chánh Pháp tục diện truyền đăng, tiếp dẫn hộ lai báo Phật ân đức. Từ nhỏ tới lớn cuộc đời tôi chỉ có một lộ đồ là đi con đường tục diện truyền đăng, tiếp dẫn hộ lai báo Phật ân đức, Xiển Vương Chánh Pháp.